Ui, cái chậu, chậu yếu mà trong khi đó lâu làm vỡ chậu luôn. Ôi, bỏ chậu. Chậu là chậu mỏng. Chậu mỏng mới vỡ được, chậu dày không vỡ được. Có một số cái chậu làm mỏng, thiết kế mỏng để mục đích ngày xưa là vận chuyển cho nó dễ, nhưng mà mình cũng chưa vận chuyển đến nó nên bây giờ lâu ngày bê tông nó mỏng, nó kém chất lượng đi. Còn những cái dày thì nó cộng với cây này nó cũng to, cây quả lại mọc nhiều, củ rất lớn luôn, quá nhiều năm rồi chưa động đến nó. Ê, nhức không ăn thua anh ạ. Em đỡ cho anh tay này không ra, nhưng nó rắc cỏ mà không ra. Thôi đặt ra ngoài, đặt ra ngoài, anh em mình đặt ngoài cho đỡ nặng. Hãy đặt ra đây từ từ lấy. Nhiều năm rồi mà đây, có những cây cỏ nó ăn nó dính vào đây. Đấy, được rồi đấy. Cây này củ rất to luôn, dáng cũng đẹp. Cây này cắt sửa đi cái này thành cây đẹp ngay. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trẻ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé. Hết đi khu um tùm này đi đã. Bác Vân dịch ra ngoài tí đi, để em lấy chỗ em đổ cây. Xỉ vôi lâu lắm nó dính cái chậu. Đây như chậu này trên mặt có lã còn đầy vôi nổi lên. Chỗ này mình không phun thuốc gì mà cỏ có chết chưa? Cỏ này là chết là do bị khô. Sứ không chết được. Sứ vẫn sống như bình thường còn ra hoa. Cỏ này chết vì bị khô. Đặt ra cho cái này ra. Ung nguồn đấy, anh đỡ cho em tay, chẳng có được không? À, cái này được. Tình cảm có cái từ từ. Trong này thôi nhưng nó vẫn còn rắc. Bên đây thấy cây bé ăn củ rất to luôn. Rất cố công. Rất cố công luôn, trong toàn vôi xỉ. Chết, đúng chưa chết. Sứ khi trồng mà sống trong chậu rồi mà để hạn như cái vườn này là gần như không bao giờ tưới nó. Bao năm nay không vấn đề gì. Nó chỉ sống bằng mưa nắng. Mà rễ nó cũng không phải là lan ra ngoài. Đúng rồi, nó chỉ sống trong cái chậu thôi. Thậm chí còn bị cỏ ăn bớt mất nước, nhưng mà nếu không nó còn dư nước nữa. Củ rất to vì nó lâu năm ở trong đất mà chưa nhổ lên. Nghiêng đi. À, cái tụi này. Chậu này dính nguyên cả toàn chạt luôn. Rút cây ra được không? Cái này củ bé thôi, nó còn dễ ra. Đây, lấy hết khu này đi luôn đấy. Để lật cây sang bên đây cho nó tiện, dọn bãi lật cây sang bên đây. Đang lẫn một cái xà beng nhỏ ở trong này mà chưa tìm được. Ui, đây à, những chậu như này, chạc vôi nó dính ở trong. Dính chạc đầy ở trong luôn. Đấy, để tí lấy cái chép đào ra. Cây này mới là lớn này. Cây này là cực to luôn. Thân to đùng luôn. Cây cực to luôn, ở chậu ở chậu 85 thật, nhưng mà cây rất lớn. Đây mấy cây này đều lớn, cây này cũng to.
Thôi lấy cây ngoài trước cho nó dễ. Lấy cây ngoài trước cho dễ đã, rồi cây đấy từ từ mới lấy nó. Thắng vần cái này ra để đào đi. Vần vần rộng ra ngoài tí, vần dịch ra ngoài tí được. Cái đấy để từ từ rồi tính. Cho vần ra đi Thắng ơi. Hai người vần ra đi để anh úp cái chậu này. Dạ. Anh đỡ cây. Được rồi. Đây nó có luôn. Con tiếp theo là cái cây này. Này cũng quan chặt vôi đây. Cắm này đã nhá. Lỡ. Đây lần lấy chậu đi để anh ấy bốc tùng cho cây này xuống. À, có vững gì không đây, em hạng dưới này nè. Đây hạ hẳn ra đây. Cứ thôi rồi, cứ để nguyên đây đi. Rồi vần mấy cái chậu này ra thôi. Đây có chậu bây giờ này. Chậu này trồng đôi. Ây ạ. Sao xuống đấy. Ôi trời. Em phải mé bên kia. Anh ra đỡ cây, anh ra đỡ cây. Em phải mé bên này. Không cần đâu. Đây, để đào rồi. Đúng rồi, vôi nó lâu ngày nó cộng mấy cái nước nó dễ cỏ. Anh như cho em cái kia, cái này cong quá, làm khó. Cái này nó thẳng hơn, dễ làm hơn. Cỏ nó quyện nó mới vôi. Đây cả toàn cục cảng vôi. Người ta làm quả người ta không nhỏ được. Người ta chỉ có cắt thôi, cổ đông cái củ quả nó to, dễ nó quả nó. Cây này cũng mười mấy năm rồi. Ở cái vườn này chục năm chưa nhổ ra. Trước khi sang vườn này đã mấy năm rồi. Ấy, ra rồi. Ý ạ. Đây là những chậu cây lâu năm. Dính lăn ra. Rồi. Xoay ra đi tí để nó ngửa cái lưng nó lên. Rồi, xoay chiều này đổi, nó dễ đổi luôn. Này. Hai chậu kia đi, cái chậu kia đi rồi mình có chỗ. Cái này là tự thành dáng dáng huyền nữa nhỉ? Cái này nó tự đổ luôn rồi, sau này mình trồng nếu mà không ấy mình để làm để nó ngả luôn.